Em có một niềm đam mê về toán học. Sự yêu thích các con số đã đến với em từ trước khi em vào cấp 1. Nhưng mà nó chỉ thực sự biến thành niềm đam mê toán học khi em vào cấp 2. Lên cấp 3 thì em được tiếp cận với môi trường đội tuyển. Năm lớp 10 tương đối là mộng mơ. Nó giống như kiểu là một chiến thắng mà không ai ngờ trước. Được huy chương vàng Olympic cũng là một thành quả tương đối lớn so với cả một học sinh lớp 10. Thế nên là mọi người mới nghĩ là em thực ra cũng chỉ ăn may. Và vâng, đúng là đến em phải thừa nhận là thi cử có yếu tố may mắn và năm đấy em tương đối là may. Cái dạng đề năm đấy nó phù hợp với những điểm mạnh của em. Năm lớp 11, với tư cách là đương kim huy chương vàng, em được hướng thẳng đến vòng chọn học sinh giỏi đi thi quốc tế. Nhưng mà khi mà em học thì nhiều lúc em cũng bị ngợp, đặc biệt là phần hình học. Và em đã bỏ qua một bài hình dễ hơn để em đi làm một cái bài khó hơn liên quan đến số học tổ hợp. Tại vì em thấy em mạnh phần đấy hơn. Thế nên là em sẽ rất muốn là em làm được bài đấy để em bứt phá hơn so với cả những người trình độ tổ hợp không giỏi bằng thì nhiều khả năng sẽ phải chịu trước bài này. Nhưng mà cuối cùng thì nó là một bài quá khó và không ai giải được. Thế nên là em phải dừng bước tại vòng đấy. Lúc đấy thì đó tiêu cực lắm, cũng không tránh khỏi được. Vừa thi trượt xong cơ mà. Nhưng mà em đã rút ra được một số bài học quý giá từ thất bại lần đấy. Dù sao thì em đến với toán không phải vì thành tích mà vì em có một niềm đam mê về toán. Thế nên là một thất bại thì có thể làm em buồn, em hối tiếc. Nhưng mà em đã tiếp tục làm toán. Nói chung là em cũng phải thay đổi một chút. Em không thể nào để hình mãi mãi là điểm yếu bản thân mà em không giải được. Thế nên là em đã tập trung vào học môn hình nhiều hơn, em học nghiêm túc hơn. Nhưng mà điều đấy cũng không có nghĩa là em cắt giảm thời lượng cho các môn học khác. Em cần phải ít nhất là duy trì và thậm chí là tăng lên. Thế nên là thời gian học của em bị tăng lên khá là nhiều. Nếu mà lớp 10 là một câu chuyện mộng mơ thì lớp 12 em đã phải cố gắng để mình gọi là tháo một cách thuyết phục đấy, đúng không? Em phải quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy là em không chỉ ăn may một lần. Em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, từ vòng chọn đội tuyển của trường. Và cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu khi mà em vào vòng chọn đội tuyển đi thi quốc tế. Lúc đấy thì cả ký ức lúc em thành công và ký ức lúc em thất bại đều ùa về. Và đây đã là lần cuối cùng của em. Em có thất bại thì em cũng không thể làm lại được nữa. Thế nên là áp lực của em dồn lên nhiều hơn bao giờ hết. Và em đứng đầu đội tuyển. Việc đứng thứ nhất là một minh chứng em đã thực sự chắc chắn rồi. Thank you. Em muốn được làm một nghề toán học chuyên nghiệp để mình ngồi mình say đắm.